Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán là khoảng thời gian mọi người nghỉ ngơi, đoàn viên sum vầy sau cả một năm lao động vất vả. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm nhiều đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Xác định bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết là trách nhiệm và niềm tự hào của đơn vị, Công an huyện Thường Tín đã xây dựng kế hoạch triển khai lực lượng thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh phòng chống tội phạm. Ngày làm việc cuối cùng trước lịch nghỉ Tết, nhưng 100% quân số đều có mặt đầy đủ tại cơ quan. Một buổi họp nhanh được đội cảnh sát hình sự công an huyện triển khai với nội dung giữ gìn an ninh trật tự, xử lý nghiêm các đối tượng thực hiện phạm tội. Trong đó, việc phòng chống ngăn ngừa có vai trò đặc biệt quan trọng. Quân số trực huy động trực 50-50. Để riêng đêm giao thừa chuẩn bị bắn pháo hoa thì công an huyện Thường Tín cũng như công an thành phố Hà Nội huy động 100% quân số, trong đó cả công an các xã, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể ở địa phương cũng phải tập trung ứng trực để đảm bảo phòng ngừa cái việc đốt pháo cũng như là trộm cắp ở các cái cơ sở. Ngay sau buổi họp, các tổ công tác lập tức được triển khai, liên tục bám sát địa bàn, nhất là khu vực tiềm ẩn khả năng đối tượng xấu lợi dụng để hoạt động như khu vực đông người, dọc các tuyến giao thông trọng yếu hoặc các khu công nghiệp, nhà trọ vắng vẻ dịp nghỉ Tết. Với quyết tâm của lực lượng vũ trang, lực lượng cảnh sát hình sự thì chúng tôi quyết tâm là trực Tết ứng trực đầy đủ đảm bảo, làm sao để giữ gìn được bình yên, bình ổn tình hình dư luận quần chúng và bình yên trật tự an toàn xã hội trên địa phương để cho quần chúng nhân dân được đón Tết Nguyên đán trọn vẹn và an toàn. Thực tế, từ công tác tuần tra kiểm soát, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật đã bị lực lượng công an địa phương phát hiện, ngăn chặn. Như vụ bắt giữ hai đối tượng người Bắc Giang buôn bán 22 hộp pháo với tổng trọng lượng trên 30 kg ngày 20 tháng 1 vừa qua trên quốc lộ 1A cũ, đoạn thuộc địa phận thị trấn Thường Tín. Còn đây là một phần trong tổng số 24 đối tượng bị bắt quả tang tại sới bạc cách đây một tuần tại xã Khánh Hà. Tang vật thu giữ tại hiện trường ngoài gần 400 triệu đồng, tạm giữ 24 điện thoại di động, đáng chú ý còn có 2 khẩu súng cùng 6 hộp đạn kèm theo. Vụ việc bắt giữ này ngay trước thềm Tết Nguyên đán là lời cảnh báo răn đe những ai đang và có ý định thực hiện các hành vi phạm tội, nhất là phạm tội cờ bạc trong dịp Tết Nguyên đán này. Công an huyện Thường Tín đã tập trung ra nhiều cái thông báo tuyên truyền trên loa truyền thanh về nghiêm cấm các cái tệ nạn cờ bạc, kể cả trong các lễ hội, bố trí lực lượng rà soát và tổ chức bắt giữ tất cả những cái ổ nhóm đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ngoài việc xây dựng một lực lượng mũi nhọn, kịp thời ngăn chặn các vụ trọng án, hiện Công an huyện Thường Tín cũng hoàn tất việc triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm với các xã, thị trấn. Kết hợp với hơn 40 camera được bố trí tại các vị trí xung yếu nhất toàn huyện, hy vọng dịp Tết Nguyên đán này, địa phương không để phát sinh bất cứ vụ việc đáng tiếc nào. Và các chiến sĩ công an tiếp tục là chỗ dựa vững chắc, đảm bảo sự bình yên cho người dân khởi đầu năm mới an lành, vui vẻ.